tay để hỗ trợ mình may giày. Cái này hình như là cái lưới đựng bóng với cái kim bơm đúng không? Cái kim bơm bây giờ chưa đụng tới nhưng mà nghĩ là cái lưới đựng cái lưới đựng bóng. này dễ quá. Này là da cọ râu. Này giống cái mặt nạ quá ta. Này đơn giản quá. Này cuộn băng keo. Đọc tên quá. Đọc tên luôn nha. Cái này cũng có. Đọc tên luôn. Này là về nay chắc rồi nhưng mà không biết dòng gì thôi. Nay cái dấu nay nè. Này mình chỉ đoán được là về nay thôi chứ mình chưa đoán được đây dòng này dòng gì hết. Chứ này chiếc trái rồi. Cái này khả năng chắc tempo quá. Tại vì nếu mà dòng kia là dòng còn một dòng nai nó mình không nhớ tên là nó có một cái miếng vải vải nó nằm trên đây nè. Còn dòng này mình nghĩ chắc tempo á. Mình nghĩ chỗ đúng rồi, cái update da nó khá mềm. Lấy ra coi phải rồi. Còn một chiếc à, còn một chiếc nữa. Lên tiệm đã tính toán.